Đây là con motor này. Đây, xong rồi ngồi nó suy. Con này là căn gốc. Do tòa nhà này nó là hình cái cầu, nó là như thế. Cửa sổ. Vâng. Cái này nó xây được 6-7 năm hả chị ạ? Bên nhận ở là từ 2017. Vâng, hiện nay là 5 năm. Vâng. Giao, bàn giao cuối 2016. Vâng. Dạ vâng, cái kiểu nẹp nẹp như thế. Cái này diện tích thông thủy là bao nhiêu? Tức là tin tưởng tin tưởng hay là 106 mét. Vâng. 16. Vâng. Có bằng không? Đây là phòng khách này. Cảm ơn chị nhé. Vâng. Có gì thì em sẽ